Bóc tính ạ, bài hát tên này. Rồi. Bắt đầu đi. Then công tinh truyền xưa kể lại ơi, truyền xưa còn lưu mãi tới giờ, có anh chàng xiên cầm thuở ấy. Ba mươi tuổi chưa lập gia đình, mình vắng vẻ xiên cơm lên ngọc vang nàng mây, xin dông tầm về đây chăm sóc. Xin được chỉ ngũ sắc nàng mây ơi, ơn nàng chàng được dây chỉ đẹp, chàng lên bụt xin tiếp dung a bộ, mười ngày sau mọc mầm xanh lá. Ít lâu sau có quả bầu tròn hơi, anh lên rừng tìm cây hương mục, rồi thành mười hai lỗ xuyên ngang, mặc dây tơ ngân vàng thanh thon. Làm thành đàn gốc tính tiếng then ơi, mười hai dây cất ta lên đàn hát, ngày đêm gầy gốc vác đồi thùng, dây một ngân lên đường bạch hạc. Xây hai vòng nam bắc ngũ âm ơi, xây ba như tiền ống keo mật, xây bốn ngân thanh thoát ngủ canh, xây năm ra tiền then tang nằm. Dây sáu ngân tiếng sáu ngũ âm ơi, dây bảy vòng than thân mai túc, dây tám ngân cửu khúc cười vui, dây chín ngân mọi người buồn bã. Tay ơi, dây mười một như lời tiên nói, dây mười hai như nhói ơi thương, then cơm gầy đàn thương vui xu. Gầy ra thành câu nữ câu nam ơi, gầy ra tiếng đàn đoan diệu xét, tựa như tiếng đàn sắt pho lê, rầm rập như tiếng vẽ tiếng trống. Mọi tiếng mọi nao núng tương tư ơi, ngọc vàng nghe thực hư sự là, sao có chuyện buồn bã thế này, sai người cắt bớt dây tức thì. Khi nào được vừa ý mới thôi.
chín giây à lẻ đôi là thế, còn ba giây à để pì xiên à cầm, để cho chàng cứu dân độ thế. Rồi, bây giờ hát mục đấy.